Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường châu Âu, mẫu xe Volvo được ưa chuộng không kém những xe của các hãng khác như Volkswagen, BMW hay Audi. Hãng xe đến từ Bắc Âu này được tín nhiệm nhờ vào công nghệ, sự an toàn do các kỹ sư giỏi của Volvo không ngừng cải tiến và hoàn thiện nhằm đem đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Volvo XC90 là chiếc SUV 7 chỗ cỡ trung cao cấp của hãng xe đến từ Thụy Điển. Với thiết kế lịch lãm bên ngoài, tinh tế bên trong cùng trang bị an toàn hàng đầu thế giới, đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe sang trọng, mới lạ, không phải đến từ những thương hiệu quen thuộc từ Đức hay Nhật Bản. Volvo XC90 được nhập khẩu về Việt Nam nhưng vẫn giữ nguyên hoàn toàn các trang bị mà không bị cắt giảm phần nào. Chiếc xe này mang đến cho chủ sở hữu sự đẳng cấp, sang trọng, an toàn hàng đầu với sự khác biệt so với những xe sang thường thấy trên thị trường Việt. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Volvo XC90. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, nhập khẩu về Việt Nam và đăng ký năm 2020, sở hữu ngoại thất màu đen và nội thất màu nâu. Chiếc xe đã lăn bánh được 30.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Mm-hmm.